Mọi người đến với shop mẹ kho Long Xuyên nha. Thì hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem một số mẫu mà shop bán chạy để cho mọi người tham khảo nha. Thì hôm nay mình sẽ quay những cái mẫu cho bé 6kg, 7kg, 8kg nha mọi người. Còn nếu mọi người thích mẫu nào á thì cứ chụp màn hình và gửi qua fanpage shop mẹ kho Long Xuyên nha, để bên em kiểm tra size coi còn size cho bé không thì em sẽ phản hồi nha. Đây là mẫu đầu tiên nha mọi người. Vải thun lạnh rất là đẹp. Đây, mẫu đầu tiên, mẫu số 1. Đây là mẫu số 2 nha mọi người. Tay dài thun lạnh cho bé 6kg, 7kg, 8kg đổ lại nha mọi người. Tay dài. Trời đang lạnh và mưa thì thời tiết này thì thích rất là thích hợp để mà mọi người mặc tay dài cho bé nha. Đây là mẫu số 3 nha mọi người. Thun lạnh, có bầu ở cổ chân và cổ tay nha mọi người. Thích hợp cho bé mặc buổi chiều, mặc đi ngủ để bé không bị lạnh nha. Đây là mẫu tiếp theo nha mọi người. Mẫu số 4. Hoạt hình nha mọi người. Rất là đẹp nha. Mọi người cứ muốn xem thêm mẫu thì cứ theo dõi fanpage shop mẹ kho Long Xuyên nha. Bên em sẽ gửi mẫu cho mọi người. Đây là mẫu số 5 nha mọi người. Tay dài thun lạnh cho bé 6kg đến 8kg đổ lại. Ai muốn mua size lớn hơn thì cứ vào nhắn tin trực tiếp cho shop mẹ kho Long Xuyên Facebook nha mọi người. Rồi shop em sẽ kiểm tra size và gửi mẫu cho mọi người nha. Vừa gọi là 5 mẫu mà shop em bán chạy nhất trong thời điểm hiện tại để mọi người tham khảo. Và còn rất là nhiều mẫu luôn, mọi người cứ theo dõi fanpage shop mẹ kho Long Xuyên. Giá hiện tại bên shop bán là 60.000 một bộ nha. Đối với 5 mẫu này thì mọi người mua 6 bộ thì shop sẽ tặng cho bé một bộ nha. Chất liệu cũng như vậy và cùng size với bé. Shop em thì ship hàng trên toàn quốc nha. Phí nếu mở Long Xuyên là miễn phí ship. Trong tỉnh An Giang là 18.000, ngoài tỉnh là 25.000 nha mọi người. Mọi người mua số lượng như thế nào cũng phí như vậy hết. Nên mọi người cứ mua nhiều, từ 6 bộ trở lên thì chi phí sẽ giảm rất là đáng kể nha, tiết kiệm cho mọi người. Trời lạnh trời mưa thì rất là phù hợp để mặc cho bé những cái bộ thun lạnh như vậy, không có bị hầm nhưng mà vẫn giữ ấm tốt cho bé nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video nha.